Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến nay. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nói chung và nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết nói riêng. Tham dự hội nghị có trưởng ban công tác đại biểu, phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Thị Thanh, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đi qua được hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi với việc tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp chuyên đề, ban hành số lượng nghị quyết nhiều nhất với 218 nghị quyết để kịp thời đưa ra các giải pháp cơ chế chính sách thiết thực, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị hôm nay được tổ chức để đánh giá toàn diện tình hình triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kịp thời đôn đốc xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc trong triển khai, thực hiện, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nói chung và nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết nói riêng. Tinh thần cốt lõi của hội nghị ngày hôm nay nhằm thực hiện việc gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, ban hành nghị quyết với tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết được thực hiện công bằng, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và có tác động rõ rệt trong cuộc sống. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cho thấy, cơ bản các nghị quyết đã đi vào thực tiễn, có tác động rõ rệt đối với việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Nhiều nghị quyết được nhân dân đồng tình hưởng ứng như phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm cho người thuộc hộ cận nghèo, gia đình làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình, một số chính sách đặc thù đem lại kết quả tích cực như hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.